Bi kịch xảy ra cho một gia đình gốc Việt liên quan đến việc tranh chấp hùng hạp một tiệm nail ở San Antonio, Texas, dẫn đến thảm cảnh người em vợ bắn chết anh rể, theo đài KSAT. Tòa ở Bessa County, Texas, hôm thứ Hai, 28 tháng 8, vụ xử Nguyễn Tuấn Kiệt, 42 tuổi, bắn chết người anh rể, Võ Ryan, 46 tuổi, khi đứng tranh cãi bên ngoài tiệm làm móng Cozy Nice vào ngày 5 tháng 7, 2021. Bồi thẩm đoàn sau 6 giờ nghị án đưa ra phán quyết phạt 15 năm tù giam cho bị cáo Nguyễn Tuấn Kiệt. Những dự đoán trước đó về một bản án chung thân đã không được tuyên vì bồi thẩm đoàn cho rằng đây là một hành động bột phát không dự mưu, theo tường thuật của tờ báo địa phương sang Antonio Israel News. Trong những ngày xử trước đó bộc lộ nhiều tình tiết liên quan đến mâu thuẫn hùng hạp trong gia đình từ lời khai của bị can, người chị gái và gia đình. Tuy nhiên, phải nói rằng, Phiên tòa xét xử bị can kiệt có bước ngoặt bất ngờ khi bị cáo nhận tội giết người. Do đó, diễn tiến vụ xử nhanh chóng chuyển sang giai đoạn kết án. Trong phiên tòa hôm thứ Ba, 23 tháng 8, bồi thẩm đoàn được xem đoạn video thẩm vấn Nguyễn Tuấn Kiệt. Trong video, đương sự kể chi tiết việc tham gia kinh doanh tiệm làm móng cùng với chị gái và anh rể. Tuy nhiên, căng thẳng nảy sinh khi Kiệt cho rằng Ryan, người anh rể, loại mình ra khỏi những quyết định kinh doanh và không chia lợi nhuận. Đối với Kiệt, vụ hùng hạp này chỉ giữa mình và chị gái mà không có người anh rể. Theo lời khai trong cuộc thẩm vấn của Kiệt với ông Mark Morans, cảnh sát điều tra, thì Ryan và chị gái nợ bị cáo một số tiền đáng kể. Bị cáo Kiệt đến tiệm làm móng vào ngày 5 tháng 7, 2021 với ý định đòi lại số tiền nợ và báo cho Ryan biết mình muốn rút ra khỏi công việc kinh doanh và lấy lại số tiền vốn. Tất cả đều liên quan đến tiền, Kiệt nhấn mạnh trong cuộc thẩm vấn. Tôi chỉ muốn lấy lại tất cả số tiền tôi đã bỏ ra để mua vật dụng trong tiệm. Đó là tiền của tôi. Khi được viên cảnh sát Morans cho biết rằng Ryan đã chết vì các vết thương do đạn bắn, Kiệt sững sờ và trở nên xúc động. Theo giáo nghiệm cho biết rằng Ryan bị trúng năm phát đạn, hai trong số này gây vết thương trí mạng dẫn đến tử vong. Ngày kế, phòng xử án cũng chứng kiến bi kịch gia đình căng thẳng khi Nguyễn Stacy, chị gái của Kiệt, bước vào bục làm nhân chứng. Theo lời quá phụ Stacy cho biết rằng mặc dù cô có thỏa thuận hùng hạp với em trai nhưng Kiệt chưa bao giờ ở vai trò là chủ. Lời khai của Kiệt trước đó nói rằng bị cáo rất buồn vì không nhận được cổ phần và đồng thời kể rằng anh đã trả tiền quảng cáo mua súp ly và chưa được trả lương khi làm thợ trong tiệm. Người chị Stacy phản đối lời khai của người em trai là anh ta chưa được trả tiền vì chưa đưa lại tiệm báo cáo làm móng cho khách. Cô Stacy kịch liệt phủ nhận việc em trai bỏ ra trả hơn 20 không chi phí kinh doanh và khẳng định rằng bị cáo Kiệt hoàn toàn biết về thỏa thuận hùng hạp liên quan đến cả ba người, cô người chồng đã chết, và kiệt. Tuy nhiên, các lời khai báo của cô Stacy bị mẹ, Nguyễn Thủy và Nguyễn Vũ, một người anh khác, phản bác khi hai người này đứng ra làm chứng cho kiệt. Tiệm cô giờ ở San Antonio, Texas. Họ khẳng định là mọi người đều biết về thỏa thuận hùng hạp ngay từ đầu và ông Ryan chưa bao giờ có ý định tham gia vũ còn khẳng định kiệt đã nói rõ với người chị rằng anh chỉ hùng hạp nếu anh rể không liên quan vũ thậm chí còn đề cập đến việc thảo luận với em gái về việc trả tiền hùng lại cho kiệt và vũ sẽ giúp trả phụ tôi chỉ muốn stacy đối xử công bằng và để kiệt rút ra vũ khai trước tòa